Hò ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại à, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Quý vị khán giả thân mến, Minh Châu vừa mới nghe tiếng hát của cô Thảo vang vọng ở đâu đây. Để Minh Châu vào bếp coi hôm nay cô Thảo làm gì nha. Em chào cô. Cô chào em. Cô ơi, cô vừa lặt rau răm mà lại còn vừa hát nữa, em nghe sao mà nó thi vị quá à. Mà tự nhiên cô Thảo nhắc tới rau răm làm em thèm ăn hộp vịt lộn luộc quá à. Thèm hả? Vậy thì chạy ra chợ mua hộp vịt lộn về đây cô trò mình ăn. Vậy tức là hôm nay không phải hộp vịt lộn luộc hả cô? Không phải, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn đặc trưng của người miền Trung, đó là món thịt gà kho rau răm. Để thực hiện món thịt gà kho rau răm thì chúng ta chuẩn bị đầu tiên là khoảng 500 gram thịt gà, 200 gram rau răm, một trái ớt sừng, một ít tỏi băm, một trái dừa xiêm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên sẽ là chúng ta chặt thịt gà ra để ướp. Vì chúng ta làm món này để sử dụng ăn trong gia đình cho nên chúng ta sẽ chặt những cái miếng vừa ăn thôi. Một cái miếng đùi gà như thế này thì chúng ta chú ý cái phần khớp xương gà. Rồi. Quý vị khán giả sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê, hạt nêm nước hầm xương Aji ngon, nửa muỗng cà phê tiêu và sau đó chúng ta sẽ ướp thêm vào khoảng 1 muỗng canh tỏi băm. Dạ. Trộn đều tất cả các gia vị này lên. À cô ơi, sao em thấy cô để đường đó mà sao cô không ướp đường cô? Chúng ta sẽ ướp đường vào giai đoạn sau. Trong giai đoạn này quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ không ướp đường vì chúng ta sẽ qua một cái giai đoạn áp chảo gà để cho gà ra bớt mỡ và tăng thêm mùi thơm của gà. Nếu mà ướp đường vào thì sẽ rất là dễ làm cho món ăn bị cháy trong giai đoạn này. Dạ. Các nguyên liệu còn lại là gồm có phần ớt sừng. Ớt sừng chúng ta sẽ đập dập ra. Và sau đó cắt khúc. Phần rau răm thì chúng ta sẽ sắc nhỏ ra. Cô ơi, em thấy gà thì hay được dùng làm những món ví dụ như là gà kho gừng nè, gà kho sả nè. Hôm nay em thấy cô kho với rau răm hơi lạ đó. Cái món gà kho rau răm này cũng có một cái hương vị rất là đặc biệt. Thông thường thì rau răm là một loại rau mà nó rất là phổ biến ở trong vườn nhà của những cái người dân ở nông thôn. Dạ, ở miền Trung thì người ta kho thịt gà với rau răm ăn vào mùa lạnh, có vị nóng nóng cay cay và mùi thơm đặc trưng của rau răm làm cho món ăn rất đặc biệt lắm. Dạ. Sau khi mà chúng ta ướp gà rồi thì bây giờ Minh Châu đặt một cái chảo lên, cái đó chúng ta cho một chút xíu dầu ăn vào, rất là ít dầu thôi. À em biết nè, bởi vì trong gà cũng có sẵn một ít mỡ đúng không cô? Ừ, đúng rồi, ở dưới lớp da gà thì bao giờ cũng có lẫn mỡ, cho nên chúng ta cho một ít dầu vào thôi. Và khi chúng ta áp chảo gà như thế này thì mỡ ở trong phần da gà nó sẽ ra hết, làm cho hạn chế bớt cái lượng mỡ ở trong gà và đồng thời làm cho gà rất là thơm và thịt gà săn lại nữa. À, có nghĩa là khi kho thì gà sẽ không bị nát đúng không cô? Ừ, gà sẽ không bị nát mà nó sẽ tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn. Công đoạn áp chảo trước như thế này có tác dụng là sẽ giúp gà săn nè, khi ăn có mùi thơm mà lại không bị nát. Đó, Minh Châu nhớ lưu ý là khi chúng ta áp chảo gà như thế này, thứ nhất là lửa chúng ta cũng phải để lớn để cho thịt gà mau săn và phần da gà phía bên ngoài nó cũng mau vàng. Bây giờ cô sẽ tắt bếp nè, phần mỡ ở trong gà và phần dầu dư chúng ta sẽ trút ra chén hết. Để giảm bớt cái lượng chất béo trong món ăn cô ha. Sau khi mà chúng ta lấy hết phần dầu dư ở trong chảo ra thì chúng ta sẽ tiếp tục cho phần nước dừa xiêm này vào trong gà để kho. Chúng ta sẽ cho vào khoảng nửa lít nước dừa xiêm. Kế đó chúng ta sẽ nêm gia vị vào. Cho vào trong phần gà này khoảng 2 muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường nêm thêm vào. Và Minh Châu sẽ tiếp tục cho hết cái phần ớt sừng mà lúc nãy chúng ta đập dập. Dạ. Và phân nửa lượng rau răm vào. Rồi bây giờ thì chúng ta để lửa nhỏ trở lại, để lửa nhỏ từ từ để cho thịt gà thật là thấm gia vị và chín. Khi mà nước đã cạn như thế này và hơi sệt lại rồi thì chúng ta tiếp tục cho hết phần rau răm còn lại vào. À, cái lúc này thì rau răm còn lại vẫn còn giữ được màu xanh phải không cô? Ừ, đúng rồi, trong món ăn sẽ hấp dẫn hơn. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nấu cho sôi khoảng chừng 2 phút nữa cho cái phần rau răm này chín hẳn. Quý vị khán giả có thể dọn món thịt gà kho rau răm này ăn chung với lại cơm trắng rất là ngon. À mà nãy giờ hình như mình đâu có chuẩn bị cơm trắng đâu cô. Cơm trắng hả? Cơm trắng. Có cơm trắng. Rồi, Minh Châu tắt bếp đi Minh Châu. Dạ, em tắt bếp. Rồi, cô sẽ múc những cái phần này ra. Chúng ta dọn lên một cái đĩa chung với phần cơm trắng này. Cuối cùng thì cô sẽ rưới thêm một cái ít nước gà kho này lên nữa.
Cô ơi, thịt gà ngon nên hình như hồi xưa ông bà mình có cái câu là người khôn ăn miếng thịt gà, tuy rằng ăn ít nhưng mà no lâu. Bây giờ em rất hân hạnh là người ăn miếng thịt gà. Chờ chút xíu, cô sẽ cho Minh Châu thưởng thức ngay. Dạ, em cảm ơn cô. Thơm mùi rau răm quá cô Thảo ơi. Thịt gà rất là mềm mà rất là chín đều nữa đó cô. Nhờ có hạt nêm nước hầm xương mà rất là ngọt. Và em cảm thấy là cái món ăn này á vô cùng là đậm đà. Thật là chính xác. Vì khi mà chúng ta làm món thịt gà kho rau răm mà muốn cho cả nhà mới nhìn là muốn thưởng thức ngay, thì thịt gà phải có màu vàng tự nhiên rất là đẹp. Còn thịt gà thì chín mềm và đặc biệt là phải thấm gia vị. Và chỉ với 7 phút theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thôi thì quý vị khán giả đã học được một món ăn ngon nè. Bên cạnh đó còn học được rất là nhiều những kinh nghiệm hữu ích từ các đầu bếp của chương trình nữa chứ. Vì vậy quý vị đừng quên bật tivi và theo dõi chương trình hàng ngày quý vị nhé. Và quý vị hãy liên lạc với chương trình để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 0618826188. Bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.